Bé ơi, xin chào bé. Vậy là chúng mình đã học hết 26 chữ cái rồi đấy. Bây giờ chúng mình tiếp tục học ghép phần nhé. Bé còn nhớ đây là chữ gì không? Chữ bờ. Đúng rồi, chữ bờ mà đi với chữ A thì chúng mình đọc thành bờ A ba. Ba. Bờ A ba. Chúng mình thêm một dấu huyền thì sẽ thành bà. Bờ A ba huyền bà. Bờ A ba sắc bá. Bờ A ba hỏi bả. Bờ A ba ngã bã. Bờ A ba nặng bạ. Thưởng cho bé nào. Bé có biết chữ bờ còn đi chơi với chữ gì nữa không? Bờ, o, bo, bo. Bờ, o, bo, huyền, bò. Bờ, o, bo, sắc, bó. Bờ, o, bo, hỏi, bỏ. Bờ, o, bo, ngã, bõ. Bờ, o, bo, nặng, bọ. Bé giỏi quá. Chúng mình xem chữ bờ còn đi chơi với chữ gì nữa nhé. Bờ, ô, bô, bô. Bờ, ô, bô, huyền, bồ. Bờ, ô, bô, sắc, bố. Bờ, ô, bô, hỏi, bổ. Bờ, ô, bô, ngã, bỗ. Bờ, ô, bô, nặng, bộ. Bé giỏi quá. Thưởng cho bé nhé. Bé ơi, chữ bờ đi với chữ ơ thành bờ. Ơ, bơ, bơ. Bờ, ơ, bơ, huyền, bờ. Bờ, ơ, bơ, sắc, bớ. Bờ, ơ, bơ, hỏi, bở. Bờ, ơ, bơ, ngã, bỡ. Bờ, ơ, bơ, nặng, bợ. Bé giỏi quá. Chúng mình tiếp tục tìm hiểu xem chữ bờ đi chơi với chữ chữ gì các bé ơi. Đúng rồi, chữ e. Bờ, e, be. Bờ, e, be, huyền, be. Bờ, e, be, sắc, bé. Bờ, e, be, hỏi, bẻ. Bờ, e, be, ngã, bẽ. Bờ, e, be, nặng, bẻ. Bé giỏi quá. Chúng mình tiếp tục nhé. Bờ, e, b, b. Bờ, e, b, huyền, bề. Bờ, e, b, sắc, bế.
bờ, ê, bê, hỏi, bể. Bờ, ê, bê, ngã, bể. Bờ, ê, bê, nặng, bể. Bé giỏi quá. Mình cùng tiếp tục nhé, xem bạn bờ đi chơi với chữ gì nhỉ? Bờ, y, bi. Bờ, y, bi, huyền, bi. Bờ, y, bi, sắc, bí. Bờ, y, bi, hỏi, bỉ. Bờ, y, bi, ngã, bỉ. Bờ, y, bi, nặng, bỉ. Bé giỏi quá. Chúng mình tiếp nhé. Bé cố lên. Bờ, u, bu, bu. Bờ, u, bu, huyền, bu. Bờ, u, bu, sắc, bú. Bờ, u, bu, hỏi, bụ. Bờ, u, bu, ngã, bũ. Bờ, u, bu, nặng, bũ. Lên bé nào. Mình tiếp tục xem chữ bờ đi chơi với chữ gì nhé. Bờ, ư, bư, bư. Bờ, ư, bư, huyền, bư. Bờ, ư, bư, sắc, bứ. Bờ, ư, bư, hỏi, bử. Bờ, ư, bư, ngã, bữ. Bờ, ư, bư, nặng, bự. Hoan hô bé nào. Không biết chữ bờ còn đi chơi được với chữ gì nữa không các bé. Giờ mình xem chữ bờ đi chơi được với những chữ gì nhé. Bờ, a, ba. Bờ, o, bo. Bờ, ô, bô. Bờ, ơ, bơ. Bờ, e, bê. Bờ, e, bê. Bờ, y, bi. Bờ, u, bu. Bờ, ư, bư. Vậy là chúng mình có thấy bạn bờ có nhiều bạn chơi cùng không nhỉ? Chúng mình hãy nhớ đọc trong sách nhé. Hoan hô bé nào. Bây giờ chị và bé cùng thực hành nhé. Bé ơi, bé có thích em bé trong ảnh cùng bà không? Mình đọc chữ xem nhé. Bờ, a, ba, huyền, bà. Bờ, e, bê, sắc, bế. Bờ, e, bê, sắc, bé. Bà, bế, bé. Bé hãy dừng lại video, sau đó đọc thử xem được không nào. Bé giỏi quá. Mình sang bức tranh tiếp theo nhé. Ồ, mình xem bức tranh này nói gì nào. Bờ, y, bi. Bờ, e, bê, sắc, bế. Bờ, e, bê, sắc, bé. Bi, bế, bé.
ơi, mình tiếp tục nhé. Bờ, e, be, sắc, bé. Bờ, o, bo, thuyền, bò, bé, bò. Mình đọc nữa nào. Bờ, e, be, sắc, bé. Bờ, u, bu, sắc, bú, bé, bú. Vậy là bài của chúng ta hôm nay đã hết rồi. Chị xin chào bé nhé. Hôm nay chị thưởng cho bé một phiếu bé ngoan. Thật xinh, bé có thích không nào? Tạm biệt bé, hẹn lại bé vài học sau nhé.